Sư bình thường con người tắm rửa hàng ngày, còn các vị tỳ khưu không được tắm hơn hai lần trong nửa tháng. Điều này có phù hợp hay không? Quý vị có nhiều lúc sư cũng rất là ngại khi mà bàn về vấn đề giới luật với cư sĩ, tại vì đối với cư sĩ cái sự hiểu về giới luật của họ, họ hiểu không có hết và họ thường có những cái đánh giá nó nó không có được chính xác. Trong tặng luật á, cái nguyên nhân mà cái duyên khởi mà Đức Phật à, ra cái điều học này đó đó là gì đó là có nhiều vị tỳ-kheo do tắm rửa thường xuyên um, rồi nó dẫn đến cái chuyện là vua bác sĩ nó đó à, vì quá tôn trọng vì quá tôn trọng mà chưa tăng cho nên nó là chờ chưa tăng mà chưa tăng tắm hoài tắm nhiều quá rồi ông không có kịp tắm Đấy, rồi khi đến anh lễ Đức Thế Tôn thì người còn ướt nhem, mới tắm xong người còn ướt nhem. Thì Đức Thế Tôn khi mà thấy như vậy thì Đức Thế Tôn mới nói, mới hợp Chư Tăng mới bảo là cái việc mà tắm rửa thường xuyên như vậy nó không đem lại niềm tin cho những người chưa có đức tin và không làm tăng trưởng niềm tin nơi những người đã có đức tin. Mà nó còn làm suy giảm niềm tin nơi những người đã có đức tin và làm... Um, đó, và đối với những người mà không đức tin thì họ cũng sẽ không tăng trưởng niềm tin cho nên từ đó trở đi đức phật ra cái điều học đó là vị tỳ kheo uh, mỗi nửa tháng chỉ được tắm một lần Đấy. và trong thực tế tu hành á trong thực tế hành trì thì cái việc uh, tắm thường xuyên á nó sẽ nó sẽ làm tăng trưởng các dục cái này chỉ có người thực hành thì họ mới biết thôi. Chứ còn người không thực hành nói với họ thì cũng nó, nó chết quớt à. Tại vì họ không thực hành cho nên họ không biết. Cái chuyện mà anh tắm thường xuyên á, nó sẽ làm tăng trưởng các dục. Mà không tin anh cứ thử thực hành theo lời dạy của Phật đi. Mỗi nửa tháng anh tắm một lần á, thì nó sẽ, cái, 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 cái dục á, nó sẽ ít đi cái cơ hội để nó tăng trưởng. Ít cơ hội nó tăng trưởng hơn là cái người mà tắm mỗi ngày. Cho nên cái việc mà hạn chế tắm rửa bản thân nó cũng là một phương pháp để mà hạn chế các cái dục tăng trưởng. Đây. À, ngoài ra đó, thí dụ như quý vị có thể hỏi là rồi ví dụ như không tắm rồi người hôi thì sao? Thứ nhất là những vị tu sĩ không có làm việc như cái kiểu cư sĩ. Tức là sao? Không có làm đồng án, không có đi đi làm ở ngoài ở ở ngoài xã hội chính cái việc mà không có lao động như là người đời á thì họ cũng không có đổ mồ hôi nhiều và họ cũng không có dơ bẩn nhiều như người đời ví dụ như người đời họ phải bưng bê phải bốc vác ví dụ như phải vác cái này phải vác cái kia và thì người họ dơ thì họ phải tắm còn vị tỳ kheo nếu như chỉ bình thường Vì ấy thực hành chánh pháp không thôi thì vì ấy không có nhu cầu đến như vậy rồi một cái nữa là người cư sĩ đó họ còn nó nó thẳng nha cho nó thẳng nha là họ còn hành dâm mà cái chuyện hành dâm đó cần phải được rửa cần phải được tắm rửa à, cho nên là còn vị tu sĩ thì không có làm chuyện đó cho nên là người vị ấy cũng không có hôi như là những người cư sĩ mà họ có làm chuyện đó à, rồi thêm một điều nữa đó là Đức Phật có cột thì Ngài cũng có mở Mở là mở ở chỗ nào Tức là nếu như vị tỳ kheo á Mà lao động Ví dụ như là Vị ấy lao động mà người nó đổ Người nó dơ á Thì vị ấy có quyền tắm Ví dụ như hôm nào mà sư quét sân Thì sư được quyền tắm Đấy à, Hoặc hôm nào sư đi đổ rác Ví dụ như vậy à, Thì có nghĩa là có lao động mà mình có suy nghĩ là à, Người mình dơ rồi thì được quyền đi tắm hmm. Ngoài ra nếu như một một vị nào đó, đó mà vị đó um, không có tắm thì trong trường hợp đó nếu như người có mùi hôi á thì vị ấy có quyền thay y phục. Thay y phục um, là nó hết à. Đấy. Cho nên nó có nhiều nguyên nhân nó dẫn đến cái chuyện là một vị tu sĩ không có hôi như cư sĩ. Tôi xin lỗi xin nói cư sĩ hôi nhưng mà nó là vấn đề khách quan cư sĩ mà một thử một ngày hai ngày không tắm nó hôi hôi như khú á còn một vị tu sĩ thì không sao hết chỉ miễn sao mà vì tại vì cái cách sinh hoạt của vị đó cái cách sống của vị đó nó không có khiến cho vị ấy dơ như là cư sĩ sư chỉ nói vấn đề khách quan thôi còn về cái còn về cái về mặt y học á thì y học á họ cũng nghiên cứu họ nói rằng con người tắm mỗi ngày không có tốt mà họ chỉ cần tắm một tuần một lần là đủ rồi đó là y học nha không tin quý vị search google ra đấy và một vấn đề nữa thì cái chuyện này là chuyện của chữ tắm chuyện của mấy ông sư chứ không phải chuyện của quý vị nữa ha à.